Ngày 5 tháng 5, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ đón nhận truy điệu và an táng 16 hải cốt liệt sĩ và một mộ tập thể liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong khi thi hành nhiệm vụ quốc tế. Tại lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và đội quy tập mộ liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã dâng hương tưởng niệm ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ truy điệu, 16 hai cốt các liệt sĩ cùng một mộ tập thể đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9.